đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn sốt dã nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngàn tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng lầm ngỡ trước ngoài sân, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sống núi. Từng đoàn người đi chán để chi, ra trái ra trái ra cánh tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhục bán nước Việt Nam. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi. Love.